Kính thưa quý thầy cô và các bạn sinh viên, Lenin đã từng nói, học, học nữa, học mãi, khẳng định vị trí quan trọng của sự học trong đời người. Học là một sự nghiệp lâu dài, dù còn tuổi trẻ hay tóc đã pha mây, đều không ngừng học tập. Và tiết mục võ nhạc học đạo ngay sau đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn mới về việc học qua những thế võ của tập thể A304. Nhiều xin khỏe mạnh sống lâu. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ của truyền Việt Nam. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ của truyền Việt Nam. Là môn sinh võ của truyền dân tộc, kinh tổ ơn thầy quy bạn đồng môn. Học võ giỏi sẽ tự tin lao động, luyện võ nhiều sẽ khỏe mạnh sống lâu. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ của truyền Việt Nam. Đã vào sân là hăng say luyện tập, nhưng thế quyền võ của truyền Việt Nam. Nhưng thế quyền võ của truyền Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể tất cả các bạn sinh viên có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, em xin thay mặt cho câu lạc bộ Võ thuật Bình Nam Đạo xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên có một ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 1 tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Chúng em luôn ghi nhớ công ơn của thầy cô giống như câu thành ngữ tôn sư trọng đạo. Và một lần nữa chúng em xin chúc buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng em xin trân trọng kính chào.